quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 10 năm 2019, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tín dụng chính sách xã hội điểm sáng trong giảm nghèo. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học. Trong phần tin thế giới, Anh hỗ trợ tài chính để Pháp triển khai chiến binh ngăn ngừa di cư. Thưa quý vị, sau 3 ngày thi sôi nổi, hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Long An năm 2019 đã bế mạc vào chiều nay 17 tháng 10. Thí sinh Nguyễn Quốc Khánh, đơn vị Đảng bộ quân sự tỉnh, xuất sắc giành giải nhất hội thi. Đến dự lễ bế mạc có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạnh. Phát biểu tại buổi bế mạc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạnh đánh giá cao hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Long An năm 2019. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh 38 thí sinh tới từ các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã thể hiện rõ sự nỗ lực tâm huyết, bản lĩnh chính trị từ xây dựng, biên soạn đề cương, cách thức thể hiện cho tới liên hệ với thực tiễn tại cơ sở. Thông qua hội thi sẽ giúp các cấp ủy phát hiện những nhân tố mới trong lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, giúp công tác tuyên truyền miệng của đảng ngày càng khởi sắc và đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Kết quả thí sinh Nguyễn Quốc Khánh, đơn vị đảng bộ quân sự tỉnh, đã xuất sắc giành giải nhất hội thi. Ngoài ra, ban tổ chức hội thi cũng đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Sau hội thi, các báo cáo viên xuất sắc được lựa chọn tham dự hội thi cấp khu vực và toàn quốc. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình lớp học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đến dự buổi lễ. Ngày 9 tháng 10 năm 2018, công trình trường mầm non Tuyên Bình Tây được khởi công xây dựng 3 phòng học với tổng diện tích xây dựng trên 276 m², tổng kinh phí xây dựng gần 1,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam vận động, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Unico và bà Phạm Mai Qua tài trợ. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm điều kiện học tập cho trẻ em vùng sâu, vùng xa được thuận lợi dễ dàng. Tại đây, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tặng sách cho 5 thư viện trường học, mỗi thư viện trị giá 15 triệu đồng, trao 50 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng 54 bộ bàn ghế học sinh trị giá trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng còn tặng 8 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng. Dịp này, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cùng các ban ngành đoàn thể đã đến viếng và thắp hương đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Diết, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những cống hiến to lớn của mẹ và các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc xương máu ngã xuống vì độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng tổ quốc. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 10 năm 2019, Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thủ trưởng các cơ quan quân khu đến tham quan xây dựng điểm Ban Chỉ huy quân sự huyện Mộc Hóa, vững mạnh toàn diện về quốc phòng quân sự địa phương. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh thành thuộc Quân khu 7, lãnh đạo các ban ngành tỉnh Long An cùng lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố. Điểm Ban Chỉ huy quân sự huyện Mộc Hóa được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2015 tại ấp 2 xã Bình Phong Thành với diện tích là 10 ha, tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng. Đến cuối tháng 5 năm 2017, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, diện tích xây dựng là 2 ha, bao gồm các nhà làm việc và các khu chức năng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu bố trí nguồn vốn xây dựng và sửa chữa trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã. Đến nay, có 7 trên 7 xã có trụ sở làm việc riêng. Riêng năm 2019, huyện cũng được quân khu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đầu tư xây dựng mới 2 chốt chiến đấu dân quân thường trực trên tuyến biên giới đất liền với quy mô theo chuẩn của Bộ Quốc phòng. Qua đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng điểm Ban Chỉ huy quân sự huyện vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng quân sự địa phương giai đoạn 2016-2019, đến nay huyện Mộc Hóa đã hoàn thành 155 trên 157 tiêu chí, tạo tiền đề vững chắc trong công tác xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, tỉnh Long An đang xây dựng thêm cầu Tân An 2, nối địa bàn phường 2 và phường 5 thành phố Tân An.
Dự kiến cầu Tân An 2 có tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu Tân An mới nằm ở km 1947+182 quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường 2 thành phố Tân An. Cầu được xây dựng mới bên trái cầu Tân An cũ theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây, tổng chiều dài toàn tuyến hơn 1.000 m. Trong đó, phần cầu trên 300 m được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, giữ ứng lực. Tải trọng HL93 rộng 8m với 2 làn xe, vận tốc 60 km/h, phần nhịp chính được kết cấu thép dạng dòm, mạng lưới với chiều dài trên 63m. Dự kiến đến tháng 6 năm 2020, dự án sẽ hoàn thành. Cầu mới nằm trong dự án tín dụng ngành giao thông vận tải nhằm cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2. Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Hiện nay, người dân từ các tỉnh miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh ngang thành phố Tân An sẽ qua hai cây cầu bắc qua sông Dầm Cỏ Tây, gồm cầu Tân An 1 và cầu tuyến tránh Tân An. Cầu Tân An 2 hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực trong tình trạng phương tiện ngày càng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, mùa nước nổi được xem là một trong những mùa đẹp và thi dị nhất ở các tỉnh miền Tây. Bởi mùa này, thiên nhiên ban tặng cho người dân nhiều sản vật tự nhiên, trong đó có bông điên điển, được ví như mai vàng mùa nước nổi. Điên điển là loại cây hoang dã, mọc từng chùm và có mặt hầu như khắp nơi trên ruộng đồng, bờ bãi. Đây là món ăn đặc sản được thị trường ngày càng ưa chuộng, qua đó giúp người dân nghèo ở vùng lũ tăng thêm thu nhập. Bông điên điển thường được người dân hái từ sáng sớm vì đây là lúc hoa tươi ngon, bông mới hé nhụy. Sản lượng bông điên điển phụ thuộc vào con nước lũ. Năm rồi lũ cao, bông nở rộ, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Ngọc Đầy, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng hái được khoảng 10 kg. Năm nay lũ về muộn và thấp nên bông điên điển giảm đi đáng kể. Hiện mỗi ngày chị Đầy chỉ hái được khoảng 6 kg, với giá bán 25-30.000 đồng một ký, kiếm được gần 200.000 đồng. Thì sáng rồi mình đi hái cũng khoảng đó trưa vậy đó, nó mới được có số lượng có nhiều đó thôi, chứ không được nhiều. Bông nó không có vậy mà lại gì không có được có giá hơn bằng mỗi năm nữa. Nghèo khổ thì giờ không có đất có ruộng thì như mình gắn mình đeo để nương tự nó để mình mới có sống được. Đặc thù của bông điên điển là mỗi năm chỉ nở một lần vào mùa lũ, thời gian ra bông cũng không dài, chỉ khoảng 2-3 tháng. Với sắc vàng rực rỡ, bông điên điển không chỉ góp phần tô điểm thêm hương sắc cho bức tranh đồng quê bạt ngàn vào mùa nước nổi, mà còn là món đặc sản mang đậm phong vị đồng quê. Vườn chanh không hạt của gia đình ông Phan Văn Dụng, ngụ ấp 10 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, có 300 gốc chanh hơn 4-5 năm tuổi, đang xanh tươi, sai trái và cho thu nhập cao. Chỉ sau 2 ngày 15-16 tháng 10 năm 2019, thì vườn chanh có dấu hiệu vàng lá 100 gốc chết dần. Số cây chết nằm trên phần đất cặp đường tỉnh 830 BOT. Kèm theo đó là một quá chất nồng nặc gây khó chịu cho mọi người xung quanh. Ông Phan Văn Dụng đang phải ngậm ngùi nhìn hơn 100 gốc chanh không hạt của gia đình dần lụi tàn vì nguồn quá chất lạ chảy vào vườn chanh. Vụ việc khiến ông Dụng và người dân xung quanh khu vực rất hoang mang. Vì đi kèm với mùi khó chịu như mùi ure là dòng nước đục ngầu chảy xuống kinh lan ra xung quanh. Theo ông Dụng, thời điểm phát hiện ra mùi lạ là khoảng chiều tối ngày 15 tháng 10 năm 2019, nhưng đến thời điểm hiện tại sau nhiều trận mưa lớn và nhiều lần bơm nước rửa mương thì mùi quá chất lạ vẫn còn nồng nặc, tiếp tục có nguy cơ xâm lấn sâu hơn vào vườn chanh, gây thiệt hại kinh tế lớn cho gia đình và ảnh hưởng sức khỏe của cộng đồng. Gia đình ông Dụng có 7 công đất và trồng 300 gốc chanh không hạt. Mỗi năm ước thu nhập trên 40 tấn chanh. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông còn lãi hơn 100 triệu đồng một năm. Tôi sáng tôi ra tôi phát hiện là tại trong đám chanh tôi nó có đổ một chất quá chất gì. Tôi không biết mà hiện như là coi trong đêm đó mà trời mát. Trời ban đêm trời mát mà vẫn cháy lá. Rồi qua ngày sau đó là cháy toàn bộ. Thì coi như cái nếu mà bây giờ thật ra là cái tới vụ thu hoạch này là coi như tôi mất trắng. Thì cái này tôi thấy là quá bức xúc. Rồi đó là một cái là về vấn đề cây trồng. Còn bà con chung quanh là khu dân cư sẽ ảnh hưởng gì vấn đề sức khỏe. Như vậy thì tôi có kiến nghị bây giờ là các ngành chức năng phải vào cuộc. Hiện gia đình ông Dụng và bà con ở đây rất bức xúc vì nghi có công ty xí nghiệp xả thải trộm ra môi trường nên nhờ cơ quan chức năng sớm khoanh vùng tìm ra thủ phạm để bà con nông dân yên tâm sản xuất. Sau khi tiếp nhận được tin báo của người dân, huyện Bến Lức chỉ đạo các ngành có liên quan ra trực tiếp khu vực nghi bị đổ quá chất trộm để tìm hiểu xác định nguyên nhân.
Những năm qua, nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân vươn lên thoát nghèo, có việc làm ổn định. Những đồng vốn tưởng như ít ỏi, nhưng với những gia đình nghèo ở nông thôn là vô cùng hữu ích khi mang tới những cơ hội đổi đời cho họ. Nhân ngày vì người nghèo Việt Nam 17 tháng 10, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận tín dụng chính sách xã hội, điểm sáng trong giảm nghèo. Gia đình ông Nguyễn Văn Mười được biết đến là một tấm gương trong phong trào làm kinh tế tại ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ. Trước đây, gia cảnh của hai vợ chồng rất khó khăn, luôn nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo của xã. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, ông Mười mạnh dạn đầu tư chuồng và mua 2 con dê giống. Hiện đàn dê phát triển lên 8 con, với giá bán từ 100.000 đến 140.000 đồng một ký. Mỗi năm đàn dê cho thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng. Kinh tế gia đình cũng dần được cải thiện hơn. Thì đó thì cũng ra gia đình tôi không có ruộng để mừng thêm mướn không. Thì có bên ngân hàng chính sách có hỗ trợ gia đình đó, thì cũng có mới bước đầu thì cũng mình cũng không dám. Chăn nuôi cũng còn giá cả bấp bênh thì sau này mới được ổn định. Mà giờ tôi cũng mong bên đảng nhà nước ngân hàng chính sách sẽ hỗ trợ thêm cái phần vốn để cho bà con nhân dân như chúng tôi để mình mở rộng ra để có thu nhập cao hơn nữa. Địa phương này xưa giờ là đa số là hộ nghèo, có một số không đất không ruộng, đi bằng mướn bằng thuê. Ra trong những năm gần đây là có cái nguồn của ngân hàng chính sách rót tới, ra nhờ cái đó mà bà con nông dân vượt qua được cái cảnh nghèo. Từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội, ngày càng có nhiều hộ chủ động đăng ký vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, thay vì phải động viên vay vốn như trước kia. Đến hết quý 3 2019, toàn huyện Tân Trụ có hơn 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn với dư nợ trên 70 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm có hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Tân Trụ thoát nghèo nhờ phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Năm nay cũng Trung ương và Ngân hàng Sách tỉnh cũng có chỉ đạo là chúng tôi đây phối hợp với các ủy ban nhân dân các xã thị trấn để rà soát lại các đối tượng mà hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác là có nhu cầu vay vốn hoặc đang sản xuất có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, rà soát nhu cầu vốn trước để các cấp chính quyền để cân đối vốn để chuyển vốn về cho Ngân hàng Sách cho vay. Thì chúng tôi mong rằng là Ngân hàng Chính sách Xã hội Hội Trung ương cũng như Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là xem xét tạo điều kiện là phân bổ vốn kịp thời đủ đầy đủ hơn để kịp thời nâng vốn cho cái đối tượng mà để mở rộng sản xuất kinh doanh, và cũng như chính quyền địa phương, các cấp đảng ủy chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện là chuyển cái nguồn vốn tại địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách cho vay để hỗ trợ vốn kịp thời cho bà con để phát triển sản xuất. Không chỉ ở huyện Tân Trụ mà hàng ngàn hộ nghèo khác trong tỉnh cũng đã và đang sử dụng hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 CTTW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Long An đã góp phần giúp gần 34.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 4,03% năm 2016 xuống còn 2,21% tính đến 9 tháng đầu năm 2019. Thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội đang phát huy vai trò là đòn bẩy kinh tế quan trọng của nhà nước trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị, lũy kế từ đầu tháng 2 năm 2019 đến ngày 15 tháng 10 năm 2019, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 8.200 xã thuộc hơn 650 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số heo tiêu hủy là 5,6 triệu con. Đây là những thông tin được đưa ra tại hội nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững diễn ra sáng nay ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội. Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp cho biết, tính đến thời điểm này, cả nước có 3.612 xã, chiếm 44% tổng số xã. Đã qua 30 ngày không phát sinh thêm dịch bệnh tả heo châu Phi. 10 tỉnh thành phố có trên 80% số xã qua 30 ngày, gồm Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Giang. Đặc biệt, Hưng Yên đang tiến hành các thủ tục công bố trên địa bàn toàn tỉnh. Về công tác xây dựng các cơ sở an toàn phòng dịch, hiện nay các địa phương đã tổ chức xây dựng được hơn 900 chuồng cơ sở chăn nuôi, gia cầm an toàn dịch bệnh.
Cũng tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, tổng đàn heo cả nước có trên 22 triệu con, giảm 16% so với tổng đàn heo cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng đàn nái là 2.719 con, giảm 15,3% so với thời điểm ngày 1 tháng 4, giảm trên 23% so với năm 2018. Tại hội nghị, Cục Chăn nuôi cho biết, hiện nay tình hình giá heo của cả nước đang phổ biến ở mức 50-62.000 đồng một ký. Đồng thời, đơn vị này cũng cho rằng đây là mức giá thuận lợi cho người chăn nuôi để có điều kiện áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong điều kiện bệnh dịch. Liên quan đến vụ xe container bị bắt quả tang khi đang chở hàng chục tấn chất thải rắn nguy hại đổ vào bãi đá gần khu dân cư ở ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tối ngày 16 tháng 10, chủ phương tiện cùng với tài xế đã múc hàng trăm tấn rác thải đã được chôn lấp trong bãi đá trước đó mang đi tiêu hủy. Theo đó, chủ phương tiện cùng với tài xế Nguyễn Công Luận đã huy động xe máy múc và xe ben loại hơn 20 tấn vào khu vực bãi đá gần khu dân cư nơi chôn lấp rác thải, múc được 20 xe mang đi tiêu hủy tại nhà máy xử lý chất thải của công ty cổ phần môi trường Bình Phước. Tại hiện trường, sau khi khắc phục xong, người dân địa phương đề nghị cơ quan chức năng làm rõ ai là người đưa chất thải này về chôn ở bãi đá gần khu dân cư, ai là người trực tiếp chịu trách nhiệm đứng ra khắc phục hậu quả. Như tin đã đưa, trưa ngày 14 tháng 10, người dân ở thôn 2 xã Đồng Tâm phát hiện tài xế Nguyễn Công Luận, ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển xe container chạy vào mỏ đá Đồng Tâm, nghi ngờ đổ trộm chất thải nên tiến hành đuổi theo xe container vào mỏ đá và bắt quả tang tài xế này đang chở hơn 24 tấn chất thải nguy hại vào đổ trong một mỏ đá gần khu dân cư. Điều đáng nói là sau khi bắt quả tang xe container chở chất thải, người dân kiểm tra phát hiện nhiều bãi chôn lấp với hàng trăm tấn chất thải đã được chôn lấp trước đó ngay tại bãi đá này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.